Everybody, welcome to Hell VKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại Begin Hell VKT. Thì ơi khoan, ủa sao xuống ngựa anh em? À, đây nè. Thì hôm nay chúng ta đến với con game đó. Thấy gì chưa anh em ơi? Một thời hoàng kim đã quay trở lại rồi. Ôi giời ơi. Ủa bây giờ, bây giờ mình đi qua ải khác thì mình đi được nào ta? Ok, đây. À, mình cần một cây đao à. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game mà hoàng kim á. Hơi hoàng kim. Ủa. Từ từ. Thấy có gì đó nó không đúng đúng không? Ủa. Nạt nạt đường môn hả ta? Đâu mà kỹ năng của nó lại là đường môn. Ui kỹ năng kìa. Cái này là gì đây? Nhảy à. Còn này gì? Phi tiêu à. Ok. Còn cái này gì đây? Wow. Nào. Ôi. Phái này ngon đó. Nhưng mà cái này là cần vũ khí gì đây? Cái này là cần đao đúng không? Wow. Phi đao. Ủa, mình có phi đao mà ta. Hồi nãy mình thấy là mình có phi đao mà. Nè. Cái này là tụ tiễn à. Tụ tiễn tím. Cộng 4 luôn hả? Wow. Ủa, nhưng mà còn có 2% à. Có lộn 20% à. Ok, để coi kỹ năng là nó đang học gì đây. Nó không có học ảm tầm hay gì, ảm tỉnh. Nó học tụ tiễn hả? Tụ tiễn thì đúng rồi. Ủa mà sao có phi đao trong này nữa ta? Có phi tiêu đồ nữa nè. Ủa sao con này nó có nhiều dữ vậy ta? Hạt này là của mượn nha, giống phải đồ của em nha. Nhiều ông mà nói của tôi không phải đâu nha, tôi không có gì đâu, tôi không biết gì đâu. No. Ok. Đó. Ôi, đẹp kìa. Ôi, con này đi farm là ngon lành luôn. Ê. Tụ tiễn, kim tiễn gì đây? Phi tiêu. Đánh mấy con này thì đâu có ra đồ bao nhiêu đâu đúng không anh em? Đó. Ôi, đã. Bây giờ mình vô mình mua cho nó một cây ấy đi ta. Ngon. Võ lâm các bạn ơi, chúng ta sẽ sống lại cái thời võ lâm truyền kỳ PC ngày xưa. Đây, ông thợ rèn. Vâng, tao muốn vô cửa hàng. Đâu rồi? Ủa, ông chỉ bán mấy cái này thôi hả ta? Ôi, trong túi mình trong túi mình nhiều đồ vậy bộ. Ok, lâu quá không chơi này. Cái gì đây? Ôi, phi tiêu nè. Bên này là phi đao nè. Ê, đi ra test liền. Nào, đâu rồi? Heo trắng, kim miêu. Quái. Ok, gà quái đánh đạo. Ơi, đây nè. Bọn này có bộ đông vui nè. Đoán. Ủa. Đây cái nào ta? Ủa, phi tiêu là vậy đó hả? Chà, cái này có bộ không đẹp lắm ha. Không, cái này không đẹp các bạn ơi. Đó, cái này ta thấy vẫn đẹp hơn này ha. Ok, này là tụ tiễn là mới có sức cái được. Đậu xanh nữa. Vô đổi cái khác thôi bộ. Đây là phi đao nè. Ok. Phi đao là đánh được cái chiêu này đúng không? Đúng rồi. Wow. Ê, phi đao được nè bộ. Phi đao được nè. Đó. Ôi. Được. Ok nha. Ôi, rớt ra bộ đồ nè. Ôi, bên này được nhiều đồ quá. Lệnh đi đem về bán, kiếm bạc các bạn ơi. Ủa, nó không có chức năng là tự ấy hả ta? Đây, để dọn bớt cho. Đây, anh sẽ đi lượm cái áo anh về bán. Đó. Ok, ngày xưa đánh hù đánh nai thì bây giờ chúng ta cũng đánh nai đánh hù. Nhưng mà con này có bộ ít quá các bạn. Ôi, Lâm Ngũ nè, Lâm Ngũ đang có chuyện gì vậy? Chạy vô coi, nó có event gì vậy? Kinh nghiệm.
Ok. Ủa hình như mình cần gì đây? Nhiệm vụ sơ nhập giang hồ. Ok, sơ nhập giang hồ. Tiếp nhận. Ok, cảnh đâu mà đi làm tiếp nhận vậy thôi. Gì đây? À, giả tẩu hả? Ồ, nhiệm vụ giả tẩu. Ôi, bạc quá, kinh nghiệm. À, ok. Ui, ui, ông nội tìm long nè. Ui, ui. Ê, ê, hello bộ. Ê. Trà cũ không tin. Wow, bụi bị phong chí tôn truyền thi. Wow, tài phú nhiều quá. Ui, sinh lực. Ui, nó cởi con hổ to quá. Mình đang cởi con này. Ui, nó cởi cái gì? Hỏa tinh kim hổ vương hả? Wow. Gì đây? À, nhận quà tân hữu à. Ok. Ủa, thôi chết rồi. Tôi nhận quà tân hữu cái nó quay lại nhiệm vụ đầu rồi. Đậu xanh đó. Ok, thôi đi nhận code thôi. Đến với thông tin server cái nè. Đây, siêu phẩm game kiếm hiệp Mobi 2023 khai mở máy chủ mới S1 thiên hạ. Trang chủ nè hả? Võ Lâm thiên hạ .vn group Zalo. Thời gian open beta 19 giờ ngày 7 tháng 10 2023. Open beta thôi, hỗ trợ dành cho người chơi mới cấp 6x lên gì ngựa tân hữu vĩnh viễn, 1000 ngũ hồn thạch, 3 tiên hảo lộ, 1 giờ mỗi lần, 1 đại bạch cầu hoàng, thần thành phù 3 ngày, 6 tinh hồng bảo thạch, lam tử lục thủy tinh, 500.000 bạc hóa. Nếu huynh đệ có câu hỏi nào thì inbox cho admin hướng dẫn kiếm nguyên liệu để ép đồ. À, thu thập nguyên liệu sau khi nhặt các trang bị 6x trở lên, có 3 dòng thuộc tính trở lên, càng nhiều dòng thì nguyên liệu càng nhiều. À, trên quái các map 6x 8x map càng cao, tỷ lệ gơi đồ càng nhiều. Đến giả luyện chọn một tách vật phẩm lấy nguyên liệu. À, ngoặc đại hiệp đi các hoạt động như tóc kim thông hỏa liên thành tầng lăng đều ra đều cho phi nguyên liệu. À, tải game tải link nè ha. Ok, nhập code thôi bồ ơi. Ồ, code. Ủa, cái này nhập code ở đâu vậy bồ? Hay là mình nhập ở trong game. Này là hoạt động rồi. Quà nạp đầu, ưu đãi online. Ôi, quá trời luôn. Điểm danh đâu nữa nè. Ôi, thôi xu rồi, xu rồi. Thôi ủa, nhưng mà sao nó xuống 6x rồi, đồ còn không? Ôi, hên quá, đồ vẫn còn mấy bầu ơi. Ok. Ôi, đồ bậc 5 luôn nè. Trời ơi, vừa y luôn bầu ơi. Ok. Ôi, trang bị 30% đồ. Ôi, đồ bọn y nè. Ôi, có con ngựa đẹp gái đó nè. À, con ngựa nó xấu hơn con ngựa của mình nha. Ok. Ủa, vậy là chúng ta... Ủa, còn nè. Vẫn còn bồ ơi. Ok, ok. Thôi, nhận đồ của mày. Cái gì đổi tên, tiêu hủy, ghép vật phẩm, thay đổi môn phái. Ôi, ở đây có xúc trần nữa nè các bạn. Ôi, rồi ôi, ngày xưa. Những ngày thơ ấu của chúng ta. Ôi, trang bị. À, đồ nè, đồ. Ủa, nó có đâu đồ bộ, đồ 90 vậy bồ. Rồi cái vé hình thành phụ của tôi đâu? Sử dụng đi đến thành thị đi. Về thành thị Tương Dương đi. Đậu xanh đó. Ok. Đang ở xe bờ test nha mấy chú ơi. Ở đây nó có bán gì không? Ơ, vô kỳ chân cát coi. Trời, hình thành phụ 30 ngày này không mua bộ. Trời ơi. Đại bạch cầu hoàng luôn, kim ngân luôn, rồi quế hoa tủ luôn, đại nhóc luôn, bí kiếp luôn. Ok bồ ơi. Trời ơi, vật phẩm khác, pháo hoa. Đâu rồi, đâu rồi. Ủa, đi qua đây làm gì ta? À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hết dược liệu. À, vô mua dược liệu, quên. Ơ, à, vô mua bạc khóa chứ. Bạc khóa chúng ta có ít. Ủa, vậy chúng ta có bạc gì vậy?
À, chúng ta đang có bạc hường ạ. Đầu xanh đó. Hạt nhà giàu của khác. Mình đang cần đây. Mua tầm 200 bình đi. 2000 bình là số lượng có bộ nhiều à. Ôi cũng không nhiều lắm các bạn ơi. Trời ơi à. Ê, ủa mà nó có ship chồng được 2000 không? Chết rồi. Ok, không sao. Ok. Quên cái vụ mà nó ship chồng các bạn ơi. Đây, cài đặt. Nhạc nền hiển thị. Tắt nhạc nền đi, tầm nhìn. Ok. Ủa, cài đặt thiết lập nó BK là ở đâu vậy anh em? Phải có cái chế độ nào đó thiết lập BK gần gần chứ. Ủa, rồi mất mẹ nó hết rồi nè. Ờ này. Ủa hồi nãy mình nhớ mình có học hết rồi mà đúng không bọn? Nè, có học mà. Ủa. Ok, phi tiêu. Đó, có 50 mấy điểm chưa có học. Ờ. Đầu xanh đó, tự nhiên reset lại chi vậy không biết. Trời ơi. Ok ok. Đó, rất nhiều luôn. Ok. Ê, sẵn vậy mình tạo mới vô chú chơi không ta? Đó. Ồ, giờ là phải đi đánh bằng tay rồi, đầu xanh đó. Ok nha, anh em nào có chơi thì có thể tải về trải nghiệm ha. Ôi, bây giờ mình như là phải quay về hôn hành để mà gia nhập lại môn phái rồi. Đậu xanh thiệt chứ, về Ba Lan Nguyện thôi bồ ơi. À, cái này là đi bộ hả? Thôi, để tao đi bằng cái hồi hành phù này cái. Này, tân thủ. Bây giờ, ủa, mà con này hệ gì hả? Nó là hệ môn phái đang là đường môn rồi hả? Được môn bây giờ mình chỉ cần học kỹ năng thôi là được rồi. À, hàm tĩnh mình không nguỵ không học cái này. Ok rồi, qua bên này tịnh tiện tụ tiện. Hồi nãy cái nào đẹp anh em? Cái này xấu nè, cái này cũng xấu nè. Có tụ tiện là đẹp nhất nè. Ok, biết là luyện kỹ năng. Wow. À, phải đi đánh nhiều nó mới lên hả? Ok. À, đi luyện, phải luyện như vậy nó mới lên hả? Ok. Thiết lập tay. Tay phải, tay trái. Ok. Wow. Rồi giờ vô thiết lập chưa? Ủa sao nó chưa thiết lập luôn? Tương đó. Chà, cái này bản mới nên là heo phải tìm hiểu thêm ha. Anh em nào có chơi thì có thể tải về tìm hiểu thêm nha các bạn ơi. Link heo sẽ để dưới phần mô tả nha. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hy vọng là chúng ta sẽ được gặp nhau ở trong con game này nhiều hơn nữa ha. Đó, bắt đầu ta thấy thích con này rồi ha. Ủa, ở đây là để cái gì đây? Ủa, kỹ năng tụ tiện á. À, ủa kỹ năng nó nằm hết đây rồi. Đậu xanh đó. À, thiết lập kỹ năng rồi, thiết lập xong rồi sao nữa? Trái tay phải đang nhận rồi, giờ lưu được chưa? Tay trái. À, thì ra là như thế, thì ra là thế. Đây, chạy ra đi kiếm mấy con quái đồ yếu yếu mình đánh rồi. Đậu tương đó. Nhanh lên cửa ơi. Ok. Trời ơi, mượn được cái hạt tiềm long hay chí tôn thì nó lại ngon hơn rồi các bạn à. Đây, về hang nào. Ở đây có con gì ngon không? Ôi, à, đánh sói đi. À, sói đỏ. Ok, xuống. À, con này đánh ở trên ngựa hay là dưới ngựa ta? Như là dưới ngựa rồi. À, tụ tiễn hả? Chết tôi thiệt chứ. Tụ tiện.
nằm trong túi đúng không ta? À đây, đang bị tụ tiện lên. Rồi mày tới số với anh mày quá. À mình chưa cộng mấy cái kỹ năng đậu xanh đó. Thôi. Trời ơi, mình nãy mình reset mẹ nó rồi. Trời ơi, điểm thuộc tính nè. Danh vọng, danh hiệu, trang bị, hình như cái điểm kia nằm đâu ta? U là trời. Thôi, để heo thiết lập lại coi. Trời ơi à. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Bao quá, heo ơi. Ok, hình như không, cái này là để nằm thôi là được rồi. Cái này mới nhiều nè. Đó. Cái này độc môn ám khí, tấn công đối phương trong diện rộng. À, cái này là tăng lên là bạo vũ lê hoa gì nè. Đó. Duy trì cấp 2. Rồi ở đây là dùng ám khí tăng tấn công diện rộng tiếp. À, ok. Rồi tỉnh công kích hàm túc ánh sáng gì đây. Ok. Đáng nhận đi bờ rồ. Ở đây cái này hình như lên được 10 đúng không? Cái này 20. Chỉ cái này chắc 13 là hết mẹ nó rồi. Ủa. Cái này cũng nhận được có một cấp vậy. Ok. Vậy thì đẩy hết vô đây. Đáng nhận luôn. Ok man. Down. Ok. Đó. Ừ. À, hồi nãy giờ mình không mở auto à. Đậu tương nữa. Rồi, chắc để chạy về quá. Má, không chết nữa. Ok. Thôi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhá, về lên đầu lại là chích mạng mình với tao. À. Ok. Thôi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok. Bye bye.